1, 2, 3, bắt đầu. Trời mùa hè, oi nóng thật đấy Hà Sam ạ. Đã nóng rồi lại còn nắng nữa. Đã nắng lại còn oi nóng nữa anh nhớ rồi ạ. Nóng ghê. Tan tan. Ui, Hà Sam, bình nước ở đâu mà đẹp thế? Ai, bình nước giữ nhiệt cool này. Em lấy ở đâu vậy? Em ấy uống sữa cool mỗi ngày á. Thế này đây, em sưu tầm thẻ quà trong mỗi lốc sữa cool như này này. 24 thẻ quà là đổi được một cái bình giữ nhiệt cool như này đấy. Ê, cái bình xịn thế à Sam ơi, lại còn có cả sừng 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 này. Ai da, mở ra, đóng vào, mở ra, đóng vào, xịn nhờ. Nước ở bên trong vẫn lạnh luôn. Uống thế này thì mát lắm. Ước gì anh cũng có một cái bình cool như thế này nhờ. Anh không đỏ Hà Sam à, anh không đỏ, anh không đỏ Hà Sam. Nóng quá Hà Sam anh ơi. Anh không đỏ Hà Sam. Anh không đỏ Hà Sam. Quên đi. Trời nóng quá. Mới chạy một tí mà đã khát khô cả cổ rồi. Mình phải lấy bình giữ nhiệt cool ra uống mới được. Wow, mát lạnh luôn. Ây da, hôm nay có bình giữ nhiệt cool mới. Lại còn có cả ba lô mới. Xịn đấy, Mà bình giữ nhiệt có cả hình cầu thủ Văn Toàn luôn. Đúng cầu thủ anh thích luôn. Mà cái ba lô này em lấy đâu ấy? Anh cũng muốn có à? Đơn giản thôi, chỉ cần sưu tập đủ 36 thẻ quà cool là đổi được một ba lô hỗ trợ chống gù phản quang cool đấy. Wow. Ui, cái ba lô này à, to thật đấy. Trong khi nó đựng được cả cái bản học của tớ luôn ấy. Bản học của cậu này cái gì? Nó đựng được cả thế giới luôn ấy. Lại còn chống gù nữa. Vút chốc, mày gì? Bọn em có đồ đẹp chứ gì? Anh cũng không thể để thua bọn em được đâu. Bây giờ mỗi ngày anh sẽ uống 3 hộp sữa cool để sưu tầm được thật nhiều thẻ quà cool để đổi lấy đồ đẹp. Chương trình còn kéo dài từ mùng 1 tháng 5 đến 30 tháng 9 cơ mà. Lo gì? Anh cứ đảo quân hiếp ơi, bây giờ mùa hè tới rồi, hay là chúng mình thi làm đồ chơi đi. Thi làm đồ chơi hả Sam? Làm đồ chơi gì? Hay là làm thuyền đi. Làm thuyền được ấy. À, hay là chúng mình thi làm thuyền từ vỏ hộp sữa cool đi. Được ấy, được ấy, đi chơi luôn, chơi luôn. Đi. Lên, đi về thôi. Về rồi. Đi về, tao về rửa chân. Cuối cùng cũng tìm thấy hai vỏ hộp sữa cool rồi. Đi tìm tiếp. Các bạn ơi, Hà Sam ấy tìm được rất nhiều vỏ sữa nè. Hey Hà Sam, cậu nhận được nhiều hết, tớ nhận được bao nhiêu đây? Một bao tải. Ba tải rõ to, mà ai cuối cùng chỉ đựng có hai hộp sữa. À, anh nhớ rồi, sáng nay mẹ anh vừa đi chợ mới mua một thùng sữa cool luôn, để anh về anh lấy nhá. Ở đây mình cần một thùng sữa cool hương nho các bạn nhá, mình sẽ chia cho hai em nhỏ này uống cùng mình. Anh cho em một lốc này. Em xin. Rồi, anh cho em này. Rồi, hai em uống đi. Ngon không em? Có. Ngon không? Uống nhiều vào nhá. Uống xong mình cho anh xin cái vỏ đấy. Vỏ sữa đã có rất nhiều đây các bạn ơi. Thế nhưng mà anh muốn làm tiền thì trước tiên chúng mình phải vệ sinh sạch sẽ mấy cái vỏ sữa này đã. Đi rồi, quên đi. Đi rồi. Tôi thủng hết rồi. Ê, cậu đúc vào đấy, túi thủng băng thừa à? À đúng rồi nhỉ, lấy túi khác. Rồi, để đi, tớ đi lấy túi. Hà Sam ơi, em đã rửa sạch hộp sữa rồi à? Anh sẽ dùng những hộp sữa này để làm một đoàn tàu thủy luôn, chạy trên nước. Đây này, anh sẽ xếp như này này, rất nhiều luôn. Nhưng mà đoàn tàu thì phải có ống khói. Mà đây toàn nguyên liệu là hình vuông như thế này, hình chữ nhật như thế này thì... Ống khói hình tròn à? Hình tròn. À, hình tròn à? Đấy em đi lấy cho. Anh có nói, quên níp,
anh không cần giấy vệ sinh. Anh bảo em đi tìm cái gì tròn tròn để làm ống khói cơ mà. Đây, anh gấu đỏ, mình sẽ dán 4 cái hộp sữa này vào làm thành một cái bè các bạn ạ. Ok, chắc chắn lắm rồi. Rồi mình sẽ làm thêm nhá. Quân Hiệp, đến này mày em bảo chắc chắn á. Ai ngờ đấy, làm phải rồi. Cả hai mặt thì nó mới chắc chắn chứ. Quân Hiệp ơi, cậu dán ở tớ với. Dán ạ, được rồi, để tớ dán hộ nhá. Ai, Hà Sam. Sau khi đã thiết kế hai cái phao ở hai bên như thế này thì đây, Hà Sam ấy sẽ lấy những cái motor từ cái đồ chơi cũ ấy để chế tạo ra một cái thuyền có thể chạy trên mặt nước các bạn nhá. Làm động cơ cho thuyền ấy cũng hơi bị khó khăn đấy các bạn ơi. Thế nên là các bạn hết sức phải cẩn thận và tỉ mỉ nha. Rồi, cái này nó bé các bạn ạ. Nên là phải cẩn thận nha, không là đứt dây luôn ấy. Rồi, ok. Đã xong. Tiếp theo, một dây màu đen nữa. Còn đây, đây là những cái khung gỗ các bạn ạ. Mình đã tạo dáng thành hình một kiểu như là con thuyền rồi các bạn ơi. Còn đây là những cái động cơ ấy mà mình lấy từ trong ô tô điều khiển từ xa các bạn nhá. Đây nè, anten nè. Để mình còn có thể điều khiển được lên xuống nữa cơ. Rồi, mình sẽ gắn nó vào đây. À không, mình sẽ đặt cái hộp sữa này lên đây. Nhìn này cho nó đẹp này các bạn ơi. Rồi, đấy. Để cố định cái motor vào trong cái mô hình này thì mình sẽ sử dụng dây rút các bạn nha. Rồi, khá là chặt rồi các bạn ơi. Thế này motor không bao giờ ra được luôn. Nãy mình gắn được một cái động cơ rồi, bây giờ mình sẽ gắn thêm hai cái động cơ vào đây nữa các bạn nhá. Rồi, gắn thật nhiều động cơ chạy nó mới nhanh. Quên im, cái motor của em bé tí đi ti như thế liệu có đi được không? Nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà nó có võ đây gấu đỏ. Anh nhìn nè. À, ui tuyệt vu luôn. Đây rồi nha. Đấy, chiêu mình động cơ mạnh như thế này á, nhìn như ở động cơ máy bay em nhỉ? Đúng rồi, tít vu luôn. Các bạn ơi, mình vừa cắt được một miếng xốp đẹp không? Để cho thuyền có thể nổi được trên mặt nước các bạn nha. Và sau đó mình sẽ dùng những cái vỏ hộp sữa mình vừa cắt này, mình sẽ trang trí ở bên ngoài cho đẹp này các bạn ơi. Đây, mình sẽ dùng băng dính hai mặt để dán nhá. Ta la, các bạn ơi, Hà Sam ấy làm thật nhiều cái hình dạng như này để trang trí cho thuyền mình ấy đẹp hơn các bạn nhá. Xong một cái. Các bạn nhìn thấy giống hoàng tử không? Lại xong cái nữa rồi nè các bạn ơi. Đồ của mình đâu hết rồi? Quân Hiệp! Làm thuyền từ nãy giờ, nóng ơi là nóng. Mình sẽ uống một hộp sữa cùn để bổ sung năng lượng các bạn nha. Mình rất thích vị dâu nên mình sẽ uống sữa dâu. Wow, ngon dã man luôn. Xem là thẻ có trúng thưởng không, cái này mình rất là mong chờ đấy. Chúng ta đặc biệt một chế đạp thể thao cùn. Wow, chúc mừng chúng giải đặc biệt một xe đạp thể thao cùn. Uầy, anh không đỏ chúng xe đạp rồi. Đây này các bạn, mình chúng xe đạp rồi. Ngày mai anh sẽ mang chạy lại đi đổi quà. Rồi anh với con Hiệp với Hà Sam sẽ cùng nhau đạp xe đi tập thể dục nhá. Thích quá. Ok anh có đỏ ơi. Vậy mỗi ngày anh em mình sẽ vận động 60 phút để chúng mình có sức khỏe tốt nha. Ta la, các bạn ơi, chỉ với 4 hộp sữa đơn giản mà Hà Sam đã chế tạo ra một chiếc thuyền hơi bị đỉnh của đỉnh rồi đấy các bạn ạ. Đây các bạn
bạn nhìn thấy đây, ở đây là có hai cái cánh quạt nhá, hai cái quạt màu đỏ này. Một cánh là đẩy lên đẩy xuống, còn một cánh thì là rẽ sang trái rẽ sang phải luôn. Ngoài ra thì Hà Sam ấy vừa mới có một cái chú tiểu cực kỳ đáng yêu này các bạn ơi. Thế nên Hà Sam mà gắn luôn lên đây để cho chú tiểu ngồi đây cho thích nhá các bạn nha, mát mẻ nhá. Rồi các bạn ơi, chỉ cần 1, 2, 3, 4, 5 hộp sữa, mình đã chế tạo ra một chiếc thuyền quá là đỉnh luôn. Thuyền của mình còn có buồm này, rồi có động cơ để quạt. Ui dồi ơi, cái quạt bé xíu này liệu có đi được không hả con Hiếp? Yên tâm, quạt bé thế này nhưng mà nó chạy tít lắm mà sao ạ. Còn đây là thuyền của mình các bạn ơi. Thuyền của mình mất hai hộp sữa, mình đã cắt ra, mình dán vòng quanh với các bạn ra. Và đây là động cơ này, quay. Ở đây mình đã trang trí tường thành đây giống như một con cá mập ấy các bạn. Mình quên là không dán hai cái mắt vào đây nữa. Wow. Bây giờ chúng mình sẽ đua trong thuyền của ai, đi nhanh nhất các bạn nha. Còn đây là một chiếc phao bờ mu này các bạn ơi, siêu to khổng lồ luôn. Và chúng mình sẽ đua thuyền ở đây. Rồi. Wow, anh Gấu Đỏ mới lại con Hiếp bắt đầu tiên chiến này. Ai à, quạt động cơ gọi là thịt vụ. Còn đây. Ai? Wow, à. Của anh Gấu Đỏ cũng có động cơ ở đằng sau là cái quạt này ơi. 1, 2, 3. Wow, cố lên. Cái quyết sát đi nhau kìa các bạn ơi. Thuyền của anh Gấu Đỏ về đích trước rồi. Bây giờ quay lại nha, cho mọi người ai ta. Cuối cùng rồi con Hiếp ơi. Nào, tát vào đây, đứng lên cao rồi đấy. Rồi, được chưa? Rồi, 2, 3. Chạy đây. Cố lên, thuyền này bằng nhau các bạn ơi. Thuyền của anh Gấu Đỏ lên một bước rồi, Yeah. Anh Gấu Đỏ. Thế là thuyền của mình thắng rồi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đua với Hà Sam. 1, 2, 3. Cố lên. Của Hà Sam về trước thua rồi. Của anh Gấu Đỏ mãi mới về luôn. Nào, rồi Hà Sam thắng một lần nhá. Bây giờ đi ngược lại. Rồi, anh đặt đấy cho em chỉ cần ngồi đây em vẫn điều khiển được. 1, 2, 3. Wow, đi nè. Wow. Đấy. Của anh Gấu Đỏ mãi không về luôn. Tàu của Hà Sam đi nhanh thật các bạn ạ. Đấy, anh Gấu Đỏ thấy chưa, thuyền của em đẳng cấp không? Thắng được anh Gấu Đỏ nhưng chưa chắc đã thắng được mình. Cậy to mà bắt hạt bé. Xem thuyền của tớ này. Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Di chuyển lại đấy. Của con Hiếp bị bỏng rồi các bạn ơi. Sao nó đi ra đây. Mạch các bạn ạ. Còn của Hà Giáp đây này. Đây rồi các bạn ơi, con Hiếp với Hà Giáp đấu một lần nữa các bạn nhá. Từ 1, 2, 3 bắt đầu. Hít khói luôn các bạn ạ. 2, 3. Thuyền của em về trước rồi. Thuyền của em về trước rồi nha. Hít khói đi nha. Mắc. Hít khói. Bây giờ sẽ là xem tàu của ai khỏe nhất nha. Được chưa nào, chuẩn bị rồi. 1, 2, 3. Cố lên. Đẩy nè. Nào, để em lùi ra. Ai, tàu của tớ là tàu điều khiển từ xa rồi cơ mà. Nên là sẽ lùn được á. À, chuẩn bị đây. 1, 2, 3. Wow. Đây. Rồi. Đẩy vào bao tường. Tớ sẽ chạy nè. Rồi, lao vào đi Hà Sam ơi. Nào, bây giờ tớ sẽ quay vòng tròn nhá. Quay vòng tròn để tấn công này. Vẫn chưa phân thua thắng bại ạ. Tấn công. Đấy chưa. Trời, có con Hiếp một lần nữa lại thua rồi các bạn ơi. Tát bờ rồi. Các bạn ơi, vậy là cuộc thi làm thuyền tự chế của Hà Sam và anh Gấu Đỏ cùng con Hiếp đã kết thúc. Và phần thắng thuộc về Hà Sam. Thuyền của Hà Sam mình vừa đi nhanh nhất lại vừa khỏe nhất các bạn. Và nhớ uống sữa cun mỗi ngày để bổ sung năng lượng và sưu tầm thẻ cun để đổi quạt.